Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mâu thuẫn sắc tộc Tây Nguyên đã âm ỉ từ lâu Ngày 14 tháng 6, AFA tiếng Việt có bài Vụ nổ súng ở Đắk Lắk, mâu thuẫn âm ỉ từ lâu, khó có thể là sự bột phát AFA dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu và phân tích chính sách công của Việt Nam Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho rằng Sự kiện ở Đắk Lắk hôm 11 tháng 6 là hết sức bất ngờ về mức độ nghiêm trọng, tiến sĩ Thọ cho rằng có lẽ sự kiện này chỉ sau vụ đồng tâm và khó có thể nói rằng đó là sự bột phát như kiểu tức giận của một cá nhân hay một nhóm người. Hình ảnh bài trên AFA. Tiến sĩ Thọ cho biết Tây Nguyên có một số đặc thù phát triển. Đầu tiên, nổi bật lên là vấn đề di dân tự do mà đã để lại một số vấn đề khá nghiêm trọng đặc biệt với đất đai, rừng cũng như đất trồng trọt và đất ở thứ hai là một số vấn đề phức tạp về tôn giáo và chính quyền kiểm soát rất chặt chẽ thứ ba là vấn đề phát triển kinh tế và sự chênh lệch giàu nghèo cũng khá nghiêm trọng ba yếu tố trên có liên quan với người dân bản địa và người bản địa luôn có những suy nghĩ khác đối với di dân ở các nơi khác đến tiến sĩ thọ nhận xét tây nguyên là một địa bàn khá trọng yếu cả về kinh tế và an ninh trật tự đồng thời nạn phá rừng vẫn còn là vấn đề rất lớn ông thọ cũng cho rằng cần giải quyết vấn đề bình đẳng giữa người dân bản địa và những người ở nơi khác đến bằng cách quan tâm thỏa đáng hơn thí dụ như lồng ghép với các chương trình xóa đói giảm nghèo phúc lợi trợ cấp rồi những chương trình khác thậm chí có những chính sách ưu tiên về đất ở cơ sở hạ tầng đối với người dân bản địa afa dẫn ý kiến của một nhà nghiên cứu là người dân bản địa ẩn danh cho rằng Vụ 11 tháng 6 là vấn đề lớn nhất trong 10 năm trở lại đây, là nguyên nhân chính bắt nguồn từ mâu thuẫn sắc tộc, mâu thuẫn trong các quản lý nhà nước mà cao trào nhất là mâu thuẫn trong vấn đề thu hồi đất đai của đồng bào thượng. Nhà nghiên cứu ẩn danh nhận xét, nhà nước Việt Nam không cho tự trị và không gọi người dân tộc ở Tây Nguyên là dân tộc bản địa mà chỉ gọi họ là dân tộc thiểu số. Hình ảnh bình luận của AFA, trấn áp không giải quyết được vấn đề nhà nghiên cứu này cho biết dân tộc tây nguyên là một bộ phận không thể tách rời của các sắc tộc trên lãnh thổ của một vương quốc cổ xưa nhưng chính quyền việt nam dùng những danh xưng nhỏ để phân nhỏ các nhóm cư dân sắc tộc ra để những người dân bản địa này không còn quan tâm đến nguồn gốc xa xưa của họ nữa cách quản lý của nhà nước gây ra sự khó chịu gây bức xúc nhiều cho đồng bào mà ngay nhiều nhà văn nổi tiếng của việt nam như nhà văn nguyên ngọc hay nhiều nhà văn khác ở việt nam cũng nói rằng từ khi mấy ông ở ngoài miền bắc vào các ông phá nát hết tây nguyên một khía cạnh khác được cho là khá nghiêm trọng theo nhà nghiên cứu này đó là chính quyền đưa những người ở nơi khác đến để quản lý chính bà con xé lẻ buôn nọ buôn kia rồi dùng những người đồng tộc để theo dõi bà con nhiều người cho rằng những người ở nơi khác tới xem thường họ Nhà nghiên cứu nhận xét, vấn đề đất đai là vấn đề bức xúc lớn nhất bây giờ, nhất là ở cách thức thu hồi lấy đất của bà con, của đồng bào. Và chuyện bức xúc ấy nếu không giải quyết cho êm đẹp thì sẽ không bao giờ quản lý được tư tưởng, cảm xúc của người ta đâu và sẽ tiếp tục xảy ra những chuyện như vậy. AFA dẫn ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Văn Huy từ Loch Ness, Cộng hòa Pháp cho rằng có thể học hỏi một số kinh nghiệm giải quyết vấn đề sắc tộc ở Tây Nguyên thời Việt Nam Cộng hòa theo đó cho người thượng ở tây nguyên một số quyền lợi như họ có người đại diện của họ trong quốc hội và những người lãnh đạo địa phương như là quận trưởng tỉnh trưởng thị xã trưởng hay xã trưởng đều là người thượng theo ông huy người thượng là họ không đòi hỏi gì hết họ chỉ đòi được quyền sinh sống trên đất đai của tổ tiên của họ và đòi được quyền thực hành tự do tôn giáo tín ngưỡng của họ Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Mâu thuẫn sắc tộc Tây Nguyên đã âm ỉ từ lâu. Lịch sử xung đột sắc tộc Tây Nguyên Ngày 11 tháng 6 trên trang Facebook cá nhân của kiến trúc sư Dương Quốc Chính có bài Xung đột sắc tộc ở Tây Nguyên Hình ảnh status trên trang cá nhân của Dương Quốc Chính Theo tác giả Tây Nguyên, Nguyên là hai nước thủy xá và hỏa xá đến thời minh mạng vẫn chỉ là thuộc quốc của đại nam có lẽ các chúa rồi các vua nguyễn cũng không định xâm lược và sát nhập tây nguyên khi pháp chiếm đóng đồng dương thì vùng đất này mới được nhập vào an nam trung kỳ vì người pháp mới tận dụng được hết lợi thế về đất đai và tài nguyên ở đây các đồn điền cà phê cao su mới chỉ có từ thời người pháp xâm lược có nghĩa là đây là vùng đất cuối cùng được sát nhập vào việt nam Tác giả cho hay, đến giai đoạn quốc gia Việt Nam, vùng này được quy chế tự trị dành riêng cho hoàng gia, gọi là Hoàng Triều Cương Thổ. Các lãnh đạo địa phương chỉ thần phục quốc trưởng Bảo Đại. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa, ông Diệm thống nhất quốc gia nên xóa bỏ Hoàng Triều Cương Thổ nhập vào Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả cung cấp thêm thông tin, trong chiến tranh Việt Nam, dân Tây Nguyên vẫn có những nhóm chống quân Cộng sản Chứ không phải chỉ trên dưới một lòng theo việc cộng như sách báo chính thống viết. Điển hình là vụ thảm sát Đắk Sơn xảy ra năm 1967. Hình ảnh thông tin về lực lượng Funro. Trong vụ này, hai tiểu đoàn quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã bao vây và tấn công vào làng Đắc Sơn thuộc Đắk Lắk nơi có 2.000 người thượng và khu trại của một đại đội lính Việt Nam Cộng Hòa. Phía quân giải phóng miền Nam cho rằng làng này chống cộng và đã giúp đỡ những người trốn khỏi các khu vực do cộng sản kiểm soát. Tức là theo tác giả, mầm móng xung đột đã có từ lâu đời rồi. Tác giả cung cấp tiếp thông tin về tổ chức Funro, một tổ chức đấu tranh về giành độc lập cho các dân tộc Tây Nguyên, gồm cả người Chăm và người Khmer, có nghĩa là họ chống lại sự cai trị của người Kinh, bao gồm cả Việt Nam Cộng Hòa lẫn Việt Nam Cộng sản. Tổ chức này tồn tại từ năm 1964 đến năm 1992 sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Phun là từ viết tắt tiếng Pháp của cụm từ gọi là mặt trận thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức. Đây là liên minh chính trị quân sự của các sắc tộc cao nguyên trung phần Châm Khmer, chủ trương đấu tranh cho quyền tự quyết của các sắc tộc thiểu số, thực hiện chiến tranh du kích để ly khai khỏi lãnh thổ Việt Nam. Cuối cùng tác giả nhắc đến nhà nước Dega tự xưng của người dân tộc Tây Nguyên thành lập vào năm 1999 tại Đắk Lắk. Nhà nước này trên lý thuyết vẫn tồn tại và các lãnh đạo lưu vong. Hình ảnh thông tin về nhà nước Dega. Tác giả nhận xét vùng này rất nhạy cảm chính trị nên dân mà ngon ngoe chống đối là bị dính án ngay. Về vụ tấn công trụ sở công quyền ở Đắk Lắk hiện chưa có công bố nguyên nhân chính thức nhưng tác giả cho biết nhiều người đồn đoán là tổ chức dga đứng sau cũng có người cho rằng chỉ là tranh chấp đất đai tác giả cho rằng những chuyện tương tự diễn ra khá phổ biến trên thế giới đặc biệt là các nước cộng sản độc tài thì nó diễn ra càng bạo lực hơn bên tàu thì tân cương tây tạng cũng không khác gì tây nguyên các vụ khủng bố rồi đàn áp đẫm máu diễn ra ở nga trung quốc vì nhiều nguyên nhân sắc tộc vùng kosovo cũng vậy đang tái diễn bạo lực Nói chung, tác giả nhận xét, việc cai trị những vùng đất mới có lịch sử, văn hóa, dân tộc quá khác biệt với các nơi khác là không hề đơn giản. Ở nhiều nước hay nhiều giai đoạn lịch sử, thì các vùng đất này phải có quyền tự trị tương đối thoáng. Ngay ở Trung Quốc cũng có khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, Giáp Việt Nam. Nga cũng có các nước Cộng hòa tự trị. Việt Nam hiện không có, nhưng đã từng có ở Tây Nguyên và miền núi phía Bắc, người mèo. Hiện tại chưa rõ nguyên nhân vụ Đắk Lắc là gì, nhưng mâu thuẫn sắc tộc thường không được công bố là nguyên nhân chính thức, dễ bị lái thành mâu thuẫn thuần túy hình sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm d với bản tin lịch sử xung đột sắc tộc Tây Nguyên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm đề.